Radio. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con người có là chi mà Chúa cần biết đến? Phàm nhân đáng là gì mà Chúa phải lưu tâm? Ấy con người khác chi hơi thở, vùng vụt tuổi đời tựa bóng câu. Lạy Chúa, dù cuộc sống con người là mong manh tạm bợ, dù con người từ bụi đất mà ra và sẽ trở về cùng bụi đất, dù con người phải trải qua kiếp sống của mình như một cuộc chiến đấu khó khăn, chúng con vẫn tin rằng có người được Chúa chúc lành. Nhờ sự chúc lành của Chúa, chúng con được hiện hữu giữa cõi đời, được chăm sóc yêu thương, được dìu dắt bước đi từng ngày. Thân phận con người được chúc lành vì tình yêu của Chúa. Tình yêu ấy đi trước mọi đổ vỡ tổn thương, mọi lỗi lầm tai hại mà loài người chúng con đã gây ra cho nhau. Có những lúc chúng con thấy sự sống của con người bị đối xử thật tàn tệ. Sự sống vốn linh thánh và huyền nhiệm luôn có thể bị dứt điểm bởi chỉ một mũi kim, một viên thuốc. Sự sống bị chà đạp bầm dập để mang lại những ích lợi kinh tế. Sự sống bị đọa đày để đem lại những thú vui xác thịt. Sự sống bị hủy hoại hàng loạt chỉ vì những kỳ thị ghen tương. Khi sự sống bị xem nhẹ và giản lược, con người chỉ có thể sống thân phận người trong bấp bênh vô định, và kiếp sống thoảng qua chỉ là một tiếng thở dài sầu thảm. Xin ký thác đường đời chúng con cho Chúa. Chúng con dâng lên Chúa những kẻ thơ mới chào đời, như ân sủng tình yêu Thiên Chúa được đón nhận và kết hoa bởi tình yêu con người. Chúng con dâng lên Chúa những thân xác tiều tụy vì sức tàn phá của bệnh tật và tuổi tác. Chúng con cũng dâng lên Chúa cả những buồn vui thăng trầm trong một kiếp người, dâng lên Chúa những giọt mồ hôi lao tát, những giọt nước mắt khổ đau, những cánh tay rã rời lao nhọc, những đôi bàn tay chai sạn khô cằn, những đôi vai gánh gồng trĩu nặng, những đôi chân kiệt sức rã rời,
những đôi mắt mỏi mòn vì chờ đợi khổ đau, những tấm lòng tan nát vì đau thương đổ vỡ, những mái đầu điểm bạc vì mưa gió phong sương. Xin dạy chúng con sống mỗi ngày và đón nhận đời mình như một ân sủng của tình yêu. Nhờ đó, những khổ đau trong cuộc đời của chúng con được thánh hóa, những thương tích trong cuộc đời chúng con được chữa lành, và những buồn vui thăng trầm trong kiếp người đều trở thành những dấu chỉ hữu hình về tình yêu của Chúa cho con người chúng con. Xin dạy chúng con sống và đảm nhận đời mình mỗi ngày như một hy lễ tình yêu dâng về Thiên Chúa. Amen.